Ok, ổn định được số các bạn học rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn với dạng này nhá. Đây là dạng mà cô bảo đó là chúng ta sẽ để lấy điểm 9 và điểm 10, đúng không? Vì sao lại như vậy? Bởi vì cái dạng này thì nó sẽ là những cái bài nâng cao hơn của các em. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ đến với bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên, bài số 1. Đó là bài điện tích định luật Coulomb. Và dạng bài tập thứ tư nằm trong bài này, đó là bài dạng điều kiện cân bằng của điện tích điểm. Thì mình lại nhắc lại cái kiến thức cơ bản của cái bài số 1 này nhá. Thứ nhất đó là các em hãy nhắc lại cho cô. Mình cứ vừa học mình vừa nhắc lại để mình nhớ cái kiến thức nhá. Nào các em hãy thử nhắc lại cho cô. Điện tích điểm là gì? Điện tích điểm là gì? Đây coi như là cô kiểm tra bài cũ luôn. Bạn nào thích trả lời thì comment thôi. Cô cũng không bắt ép gì các em cả. Nhưng mà mình trả lời như này, mình lặp đi lặp lại nhiều lần ý, thì các em sẽ thành kiểu như là in sâu vào trong bộ não của mình. Và các em sẽ nhớ bài rất là lâu khi mà vào đề thi. Ví dụ như năm sau mà có một câu người ta hỏi điện tích điểm là gì, nhiều bạn là sai đấy. Bởi vì cứ coi thường cái khái niệm này mà. Thứ hai đó là cái công thức định luật Coulomb. Công thức định luật Coulomb đấy, cô hỏi lại luôn. Công thức định luật Coulomb. Đây là sẽ là những cái mà kiến thức trọng tâm của cái bài này. Cho nên là cô sẽ nhắc lại trong mấy cái bài học, trong mấy cái buổi học tiếp theo. Trong mấy buổi học tiếp theo nhé. Mọi người ơi, vào học cùng cô xem nào. À đây cô đã thấy. Ok. Nào các em thử comment cho cô xem nha. Xem là các bạn có còn nhớ bài không. Bài ngày hôm trước thì cô cũng đã nhắc rồi đúng không? Cho nên là chắc là các bạn vẫn còn nhớ. Chắc là các bạn vẫn còn nhớ đấy. 27 bạn. Đây cô đang thấy có các bạn comment bảo bạn Bùi Đại bảo em chào cô. Tinh Thành Long em chào cô. Bạn Bình bảo em học trên YouTube nè 3 tháng trước. Ok. Ok ok. Thế nhá. Nào thử comment cho cô xem điện tích điểm là gì nhá. Và cái công thức định luật Coulomb. Em có thể chia ra thành hai bình luận được. Ở đây thì chúng ta sẽ có đó là điện tích là những vật mang điện hoặc là những vật mà nó có chứa có điện tích, à có mang điện đúng không? Nhiễm điện thì chúng ta gọi là vật mang điện, vật nhiễm điện hoặc là gọi là một điện tích. Vậy thì điện tích điểm nó có thêm cái từ điểm. Đấy, nó khác so với cái điện tích bình thường. Đấy là nó là một vật mang điện nhưng nó có cái kích thước để mà chúng ta gọi là điểm, được chưa? Cái kích thước mà nó nhỏ ấy, chúng ta có thể gọi nó là điểm được. Điện tích điểm thì là như vậy nhá. Điện tích điểm thì sẽ là vật mang điện và có cái kích thước nhỏ. Vật mang điện và có kích thước nhỏ so với khoảng cách, so với cái khoảng cách mà chúng ta đang xét thì chúng ta gọi là điện tích điểm, được chưa? Còn cái định luật Coulomb thì nó vô cùng dễ thôi. Đó là F thì bằng K nhân trị tuyệt đối của Q1, Q2 chia cho R bình. Ở đây nhá, các em thấy là tại sao bình thường thì có lúc có epsilon nhưng có lúc không có epsilon. Thì cái công thức của định luật Coulomb ấy, định luật Coulomb là cái định luật để cho chúng ta biết lực tương tác giữa hai điện tích trong không khí. Cho nên là giữa hai điện tích điểm trong không khí. Cho nên không có epsilon nha. Còn nếu như người ta bảo là trong điện môi ấy, thì mới có epsilon ở dưới. Thì trong chân không có không khí thì epsilon bằng 1 mà. Trong điện môi là cái môi trường cách điện ấy, chúng ta sẽ có được là F bằng K nhân trị tuyệt đối của Q1, Q2 chia cho epsilon R bình. Đây là những cái mà mình đã học ở trong những buổi trước, ở trong buổi 1 và buổi 2, đúng không? Ở trong buổi 1 và buổi 2 của chúng ta. Ok nhá. Vậy thì tiếp theo này. Vậy thì buổi ngày hôm trước là mình đã học về cái tổng hợp lực rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ học về cái dạng đó là điều kiện cân bằng của điện tích điểm. Thì cái này thực ra là chúng ta kết hợp giữa lý 11 và lý 10. Lý 10 mình học điều kiện cân bằng của chất điểm, đúng không? Lý 10 mình đã học về cái điều kiện cân bằng của chất điểm rồi. Thì lên lớp 11 ý, thì mình học về cái điều kiện cân bằng của điện tích điểm. Thì ở đây chúng ta sẽ có như sau. Ta sẽ có. Đấy các bạn bảo là sao mà lag lắm cô ạ? Chắc là bây giờ nó đang tăng mắt xem ý. Thì nó bị lag.
Rồi, sao cả các em, các bạn khác có xem được ổn không nhỉ? Cô vẫn đọc được comment của các em đấy, cho nên là các em cứ comment nhá, cô sẽ nhìn thấy. Rồi, ok, ở đây chúng ta sẽ có rằng là để một điện tích nằm cân bằng. Thì ví dụ đề bài người ta cho chúng ta là tìm điều kiện để có 3 điện tích Q1, Q2, Q3. Q1 đặt tại A, Q2 đặt tại B. Và người ta yêu cầu chúng ta là tìm điểm đặt của Q3 sao cho điện tích Q3 nằm cân bằng. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào đối với cái dạng bài tập đấy, được chưa? Thì ở đây các em sẽ thấy đó là nào, có nhớ không nhỉ? Lớp 10, điều kiện cân bằng của một chất điểm đó là khi tổng hợp tất cả các lực tác dụng lên nó bằng không. Vậy thì đối với điện tích thì sẽ là gì? Tổng hợp tất cả các lực điện tác dụng lên nó bằng không. Đấy, các em thấy không? Để một điện tích nằm cân bằng, tổng hợp tất cả các lực tác dụng lên nó phải bằng không. Và đặc biệt đây là những cái trường hợp đặc biệt này này, là cái trường hợp mà chúng ta lại hay gặp hơn. Vì sao? Bởi vì đối với chương trình trung học phổ thông thì không thể nào mà làm khó các em quá nhiều, đúng không? Nên chúng ta sẽ học cái trường hợp đặc biệt dễ tính hơn, đó là trường hợp các điện tích nằm cùng trên một đường thẳng. Ví dụ đề bài cho chúng ta là Q1, Q2, Q3 đã biết là nó cùng nằm trên đường thẳng AB rồi chẳng hạn. Và người ta yêu cầu là tìm vị trí đặt Q3 để Q3 cân bằng. Thì các em nhớ cho cô một số cái mẹo như sau, số cái mẹo để mình tìm cái vị trí cho nó dễ hơn. Mẹo thứ nhất của chúng ta đó là nếu như Q1 và Q2 cùng dấu thì Q3 nó sẽ nằm giữa Q1, Q2 và ở gần điện tích có trị tuyệt đối nó nhỏ hơn. Đấy, thế vì sao nó lại như thế? Và đây chúng ta sẽ có nhá. Đó, nếu như mà Q1, Q2 cùng dấu mà Q1 đặt, cô giả sử là Q1, Q2 cùng dương đi, cho nó dễ đi. Q1, Q2 nó nằm trên đường AB cùng dương. Bây giờ muốn để cho Q3 nằm cân bằng, tức là tổng hợp các lực tác dụng lên Q3 phải bằng 0, đúng không? Tổng hợp các lực tác dụng lên Q3 bằng 0. Vậy thì bây giờ cô giả sử là trường hợp Q3 nó nằm ở ngoài đi. Cô sẽ dùng bút chì cho các bạn phân biệt được là cái trường hợp nào là chúng ta giả sử, trường hợp nào là chúng ta sẽ lấy thật nhá. Cô dùng bút chì nhưng mà cô không có tẩy đâu, cho nên là cô cứ dùng bút chì đấy thôi nhá. Ở đây giả sử Q3 nó nằm ở ngoài. Giả sử Q3 nó mang điện trái dấu đi. Không thì các em mang điện cùng dấu cũng được. Rồi cho cùng dấu hết đi. Thì sao? Q1 sẽ thế nào? Q1 dương, Q3 dương. Q1 đẩy Q3. Q2 dương, Q3 dương. Q2 đẩy Q3. Đấy, vậy thì các em sẽ thấy rằng là à, vậy thì có phải một điều là Q1 đẩy Q3, Q2 đẩy Q3, hai cái lực F13 và cái F23 nó cùng chiều như thế này. Thì có bao giờ mà F13 cộng F23 bằng 0 được không? Không thể nào, đúng không? Không thể nào. Vậy cho nên là chúng ta phải giả sử ngược lại. Đó là cái Q3 nó phải nằm ở giữa Q1 và Q2. Nó nằm ở giữa thôi nhá, chứ không phải là chính giữa nhá. Để cô vẽ nó không phải là chính giữa đâu nhá. Nhiều bạn là cứ nhầm là chính giữa, nhưng không phải, chỉ là ở giữa thôi. Ở nằm trong giữa cái khoảng này, có thể nó nằm ở đây, vân vân. Đó. Thì các em sẽ thấy đối với cái trường hợp này này. Đấy, nếu như Q3 nằm ở giữa thì lực do Q1 tác dụng lên Q3 nó là được đẩy sang bên tay phải của cô, đúng không? F13. Q2 lên Q3. Đấy, F23. Vậy thì các em thấy rằng là Q3 nó nằm ở giữa thì hai cái F này nó mới cùng phương ngược chiều được với nhau, đúng không? Cùng phương và ngược chiều được với nhau. Và hơn nữa đó là cái F13 ấy nó bằng F23. Cùng phương ngược chiều và phải kết hợp với cái điều kiện là về độ lớn nó phải bằng nhau nữa. Thì về độ lớn F13 bằng K trị tuyệt đối Q1, Q3 chia cho cái khoảng cách R1 bình. Thì phải bằng K nhân trị tuyệt đối của Q2, Q3, F23 chia cho khoảng cách R2 bình phương. Đúng không? Thì các em thấy là hai vế đều có K. Gạch hết đi, hai vế có Q3, gạch đi. Vậy thì thấy rằng là chúng ta suy ra được một cái điều cuối cùng. Trị tuyệt đối của Q1 chia cho R1 bình bằng trị tuyệt đối của Q2 chia cho R2 bình. Vậy thì sao? Điện tích càng lớn thì khoảng cách từ điện tích đó tới cái điện tích Q3 ấy nó càng lớn. Mà điện tích càng nhỏ thì khoảng cách tới cái Q3 đấy nó càng nhỏ. Đấy là lý do mà vì sao cô khẳng định được rằng là
chúng ta có được một cái đặc biệt như sau. Đây là cái cô chứng minh cho cái dòng này nhá. Không có nhiều bạn bảo là cô cho em học cái này mà em chả hiểu bản chất gì cả, đúng không? Thì chúng ta sẽ có đó là Q1, Q2 cùng dấu. Thì các em chú ý là Q3 nó nằm ở giữa và gần điện tích có trị tuyệt đối nhỏ hơn. Và tương tự như vậy thì các em có thể tự mình chứng minh được đối với cái trường hợp Q1, Q2 trái dấu, đúng không? Cô thử vẽ nhá. Q1 âm và Q2 dương. Đấy thì cô có nói ở trong đây là gì? Q3 phải nằm ngoài khoảng Q1, Q2, gần điện tích có trị tuyệt đối nhỏ hơn. Thì cô giả sử là trị tuyệt đối của Q1 nó nhỏ hơn Q2 đi. Q3 nó nằm ở đây. Mình xét về dấu trước nhá. Mình xét về cô xin lỗi là xét về cái chiều của cái vector trước. Thế là Q3 cô giả sử nó mang dấu âm đi. 1 tác dụng lên 3. Đây. 2 với 3 trái dấu hút. Vậy thì có phải là các lực này nó cùng phương, nó ngược chiều không? À, vậy thì may ra là nó cộng với nhau nó có thể bằng không? Được chưa? Vậy là ở đây chúng ta có một cái mẹo cho các em đấy. Q1, Q2 cùng dấu, Q3 nó nằm ở giữa. Nằm ở giữa và gần điện tích có trị tuyệt đối nhỏ hơn. Còn Q1 và Q2 trái dấu thì Q3 nằm bên ngoài và gần điện tích có trị tuyệt đối nhỏ hơn. Đương nhiên các em chú ý nhá, đó là lúc nào thì cái Q3 này nó cũng sẽ gần với cái điện tích là có trị tuyệt đối nhỏ hơn. Ở đây cô đang thấy là có rất nhiều bạn comment nhưng mà cô không đọc được này. Một Facebook kiểu thỉnh thoảng một lúc nó bị lag comment ấy, cô không đọc được, bảo sao? Cô tưởng là các bạn không bình luận gì buồn thế. Ra là các bạn đang tát chuyện nhau. Bạn Nguyễn Thu Tuyết bảo like bên em rất là mượt cô ơi. Chuẩn, chứng tỏ là mạng khỏe đúng không? Rất là tốt. Rồi ok các em. Các em ơi, cô nhờ một chút nhá. Các em hãy bỏ cho cô khoảng 1-2 giây để các em like cái livestream này, để nó tăng tính tương tác thôi. Hoặc là tác bạn bè vào cùng với cô nhá. Để mình học cái dạng này thì mình lấy điểm 9, điểm 10 đối với các bạn 2K5. Ok, ok, bây giờ mình bắt đầu làm bài luôn nhá. Thì đấy cô chia thành hai phần. Phần đầu tiên là cân bằng trên cùng một phương. Đó. Thế đây, những bài tập đầu tiên là những bài rất là dễ. Em có thể là nhìn phát và ra được đáp án luôn. Để cô chỉnh cam một chút. Em ơi, cô làm một cái khảo sát nhỏ nhỏ nhá. Đấy là cô thấy một số thầy cô thì trong mùa dịch này thì có sử dụng cái bảng. Cái bảng X-Pen ấy. Cái bảng kiểu bảng viết ấy. Và viết lên cái bảng đó, in đề lên cái bảng đó, xong rồi viết lên cái bảng đó ấy. Thì các em so sánh giữa cái bảng X-Pen đấy với cả cô viết bằng giấy này thì các em thấy là thích cái kiểu nào hơn và vì sao nhỉ? Để cô biết, nếu như mà các em thích cái bảng đó thì cô sẽ cắn răng đầu tư. Thực ra cô nghèo lắm, nghèo lắm nhưng mà vẫn phải cắn răng đầu tư, tất cả vì học sinh thân yêu đúng không, tất cả vì học sinh ở trong khóa live VIP để các bạn hiểu bài nhất. Đã, bây giờ tình hình dịch bệnh thế này thì mình cũng phải học online dài dài, cho nên là comment với cô nhá, thì xem là cô biết xem là cô nên dùng bảng đấy hay là không. Bởi vì đợt trước, đợt hồi tháng 7, đầu tháng 7 ấy, thì cô có hỏi một nhóm, cô có hỏi các bạn ở trong nhóm live VIP thì các bạn bảo là em không thích cô dùng bảng đấy, bởi vì là dùng cái bảng đấy thì em kiểu không nhìn được cô bấm máy tính ấy. Nhưng mà dạo gần đây thì lại một số bạn lại bảo là cô dùng cái bảng đấy thì nhìn cho nó rõ, bởi vì cô viết tay này là nhiều khi tay cô che mất chữ, em không nhìn thấy. À, bạn Hải Nam chọn một đây nào, các em comment cho cô nhé, xem là cô nên dùng bảng hay là không nhé, để cô khảo sát cái này. Nếu như mà mình cần dùng bảng thì mình thì cô sẽ đầu tư một cái bảng, mặc dù cô rất là nghèo, nghỉ dịch mà rất là nghèo, giáo viên nghèo lắm các em ạ. Giáo viên nào giàu thì chắc là các cô ấy kiểu chắc là cũng dạy thêm nhiều hơn. Bây giờ nghỉ dịch cho nên cô rất là nghèo. Ok, bắt đầu nha, bắt đầu. Ở đây thì thực ra là cái câu này ấy, người ta cho cái dữ kiện là Q2 bằng -4 Q1 ấy, chỉ để làm gì thôi? Chỉ để cho chúng ta biết được rằng là cái Q1 và cái Q2 thì nó thế nào nhỉ? Nó trái dấu với nhau, đúng không? Và sau đó câu hỏi của chúng ta đó là đặt Q3 tại C thì hợp các lực tác dụng lên Q3 bằng 0. Hỏi điểm C có vị trí ở đâu? Đúng không? Người ta hỏi chúng ta là vị trí điểm C ở đâu? Thì ở trên cô đã cho các em cái phần chú thích rồi và cô cũng đã giải thích chi tiết là vì sao chúng ta phải đặt điện tích Q3 tại đấy rồi. Nào, bây giờ các em thử comment cho cô xem nào. À, bạn Huyền Vân mà không cần cô ạ, à. Bạn Nguyễn Thị Thánh Huyền bảo giấy đi ạ. À. Ok, thế thì rất là cảm ơn các em suy nghĩ cho cô đúng không?
Em suy nghĩ cho cô, suy nghĩ cho cái ví tiền của cô nữa, bởi vì là mùa dịch nghèo lắm, bây giờ đầu tư ra cái bảng tận 4-5 triệu ấy. Chết, chắc bán thật mất thôi. Rồi, câu này thì rất là dễ đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu số 1 luôn nhá. Bắt đầu luôn. Hải Nam 1D, bạn thấy vùng vào buổi tối tốt lành các bạn ơi. Ok, làm được hết tất cả các bài ngày hôm nay thì mình tốt lành được em ạ. Ui, bây giờ đang có 447 mắt. Một bạn nào đấy đi có thể giúp cô là canh sổ mắt này và chụp cho cô nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy nhá. Bắt đầu với bài đầu tiên. Nhìn ở trên. Nhắc lại, đặc biệt cô bảo Q1, Q2 cùng dấu. Q3 phải nằm ở giữa. Tức là nằm trong khoảng đặt Q1, Q2. Và Q1, Q2 trái dấu thì Q3 nằm ngoài. Gần điện tích có trị tuyệt đối nhỏ hơn. Thế đây nhìn vào đề bài. Q1 và Q2 bằng trừ 4 Q1 thì các em thấy ngay đó là mình nhận xét là Q1 với Q2 trái dấu. Đúng không? Và cái nào nhỏ hơn? Chắc chắn là cái Q1 thì nó sẽ có trị tuyệt đối nhỏ hơn Q2 rồi. Bởi vì Q2 nó bằng trừ 4 Q1, nó có dấu âm thật đấy. Nhưng nó về trị tuyệt đối thì nó sẽ lớn hơn cái Q1. Mà khi chúng ta tính lực ấy, thì cái công thức tính lực đấy nó lại là K trị tuyệt đối. Đúng không? Đó, cho nên là chúng ta phải nhớ nhá. Gần cái điện tích có trị tuyệt đối nhỏ hơn. Mình dựa vào dữ kiện nhá. Thứ nhất, Q1, Q2 trái dấu. Mình có thể suy ra được là Q3 phải nằm ngoài khoảng A và B. Được chưa? Q3 phải nằm ngoài khoảng AB. Trị tuyệt đối của Q1 nhỏ hơn trị tuyệt đối của Q2. Vậy thì điện tích Q3 phải gần điện tích Q1 hơn. Được chưa? Gần lấy điện tích Q1 hơn. Thực ra ở đây thì chúng ta có thể khoanh được ngay đó là ngoài đoạn AB thì câu này rất là dễ. Mình chỉ cần biết là trái dấu là khoanh được ngay. Nhưng mà cô phân tích thêm đấy là nếu như đề bài người ta bảo gần điện tích nào hơn thì các em có thể là ra được ngay. Và mình nhớ một cái công thức giải nhanh này luôn nhá. Đó là trị tuyệt đối của Q1 chia cho R1 bình phương bằng trị tuyệt đối của Q2 chia cho R2 bình phương. Trong đó R1, R2 là khoảng cách từ Q1 tới Q3 và khoảng cách từ Q2 tới Q3. Được chưa? Đấy thì chúng ta giải nhanh cho những bài tập tiếp theo. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái công thức này để giải bài số 2 luôn nhé. Giải câu số 2 luôn. Những câu đầu tiên thì sẽ là những câu dễ để cho các em khởi động với cái dạng bài này. Câu số 2 của chúng ta có đề bài như sau. Hai điện tích điểm Q và 4Q đặt cách nhau một khoảng R. Cần đặt điện tích thứ ba Q có điện tích dương hay âm ở đâu để điện tích này cân bằng khi Q và 4Q được giữ cố định. Đó, thì chúng ta sẽ chọn như thế nào? Ở đây chúng ta thấy ngay, đó là trong đề bài người ta đang nói đến là điện tích. Bạn Tinh Thành đang bấm loạn xạ. Đúng, xạ là sao? Bạn Doãn, Doãn như, Doãn hay là Đoàn đấy, Như Quỳnh, và cô mới hả? Cô dạy livestream được từ tháng 6 năm 2020 đến bây giờ là được một năm và hơn một tháng rồi, gần một năm 2 tháng rồi. Thì thực ra là cũng không mới đâu, nhưng mà chắc là lần đầu tiên em biết đến cô đúng không? Chắc là bạn cũng chưa xem cô trên YouTube bao giờ. Cô dạy cả livestream trên Facebook và cả trên YouTube nhá. Nếu mà các em không biết đến cô ở trên YouTube thì các em có thể tra cái kênh Việt Trách TV Official, Việt Trách Trung học phổ thông. Đấy, thì các em có thể thấy được bài của cô. Vietjet Trung học phổ thông hoặc là Vietjet TV Official thì đều thấy bài của cô ngay em ạ. Cô là dạy lý lớp 10 và 11 của Vietjet nhá. Năm tới thì cô sẽ dạy cả 12 nữa nhá. Rồi ok, câu này chọn gì đây? Ở đây nhìn thấy ngay. Bắt đầu làm bài nhá. Đấy, thời gian như vậy là để đủ các em nhìn đấy rồi đúng không? Các em nhìn thấy người ta cho chúng ta điện tích Q và 4Q. Tức là mình khẳng định được ngay Q1 bằng Q. Q2 bằng 4Q. Nhìn thấy ngay chắc chắn là phải cùng dấu rồi. Cùng dấu, đúng không? Vậy thì nếu như mà Q1, Q2 cùng dấu thì chúng ta từ cái phần cô ghi chú thích ở phía trên ấy, cùng dấu thì sao? Q1, Q2 cùng dấu thì Q3 phải nằm giữa Q1 và Q2. Đó, thì ở đây chúng ta khẳng định được rằng là Q3 phải nằm giữa cái Q1 và Q2, được chưa? Phải nằm giữa Q1 và Q2. Đấy nhá. Và gì nữa? Và mình thấy ngay là Q1 bằng Q2 bằng
Đúng quy bây giờ chúng ta nhìn nhá. Đó, tiếp theo đó là mình phân tích yếu tố tiếp theo. Đó là trị tuyệt đối của quy 1 chia cho R1 bình phương bằng trị tuyệt đối của quy 2 chia cho R2 bình phương. Trong đó thì R1, R2 nó là cái gì? Đây là cái quy 1 của mình. Cô không biết âm hay dương, cô cứ giả sử nó dương hết đi. Và cái 4 quy. Quy và 4 quy. Được chưa? Chúng ta biết là cái nhìn thấy ngay quy nó nhỏ hơn 4 quy. Vậy thì quy 3 phải nằm gần cái điện tích quy này hơn. Quy 3 đây. Ở đây thì nó sẽ có dấu như thế nào nhỉ? Trước khi mà cô điền vào cái quy 3 thì cô sẽ hỏi các em đó là cái điện tích quy lớn ấy thì nó phải có dấu như thế nào? Nó có quy định về dấu là phải âm hay phải dương hay phải gì không? Bạn Tô Tuyết, cô nhớ em không? Hi hi. Bạn Hải Nam vẫn còn mới. Được rồi, ok. Thực ra thì học cô thì chắc là cũng không vui đâu, bởi vì là cô thì cô cũng không hay kiểu nói chuyện ngoài lề trong giờ dạy ấy. Mà cô chỉ có dạy em thôi. Mục tiêu của cô đấy là dạy để cho các em đạt điểm 9, điểm 10 lúc mà chúng ta thi. Chứ mục tiêu của cô không phải là ngồi nói chuyện phiếm cho nó vui các em nhá. Cho nên bạn nào mà bảo là chuyện học cô không vui thì cô cũng xin lỗi, bởi vì là cô cũng không biết làm thế nào để cho nó vui cả. Cô chỉ có dạy thôi. Mục tiêu là dạy để cho các em điểm cao thôi. Bạn nào muốn điểm cao thì cứ vào học cô nhá. Ok. Rồi, ở đây thì chúng ta có là không quy định về dấu của quy lớn đâu nhá. Không quy định về dấu đâu. Trong những trường hợp này không quy định về dấu đâu, các em có thể nói nó dương nó âm cũng được. Trong đó thì đây chính là R1 này, khoảng cách từ cái quy 1 này. Đây là R1 này, quy 1 bằng quy này. Và quy 2 bằng 4 quy này. Đây là R2 này. Đó. Bây giờ chúng ta thay số vào. Bây giờ chúng ta thay số vào thì chúng ta sẽ có là quy trị tuyệt đối của quy chia cho R1 bình thì bằng trị tuyệt đối của 4 quy chia cho R2 bình. Đó, từ đấy chúng ta suy ra được là R2 bình phương chia cho R1 bình phương thì sẽ bằng là 4 quy chia cho quy bằng 4. Hay là cách khác chúng ta sẽ căn cả hai vế đi. Các em thấy là ở đây R1 bình, R2 bình. Đúng không? R1 bình, R2 bình. Đó, mà bên này là 4 thì chúng ta căn cả hai vế đi, chúng ta sẽ còn là R2 trên R1 bằng 2. Hay tức là R2 thì sẽ bằng 2 lần R1. Đó, để chúng ta kết luận được là R2 bằng 2 lần R1. Tức là cái điện tích quy lớn này này, nó phải gần cái điện tích quy 1 và nó có khoảng cách thì cái R1 này nó bằng một nửa thôi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có là mặt khác. Thì ở trong đề bài người ta đã cho chúng ta là hai điện tích này cách nhau một khoảng là R. Tức là gì? Tức là mặt khác thì trong đề người ta đã cho chúng ta cái dữ kiện đó là R1 cộng R2 bằng R rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta thay ra. Đó là R1, R2 thay bằng 2R1 bằng R. R1 cộng 2R1 là 3 lần R1 thì bằng R. Vậy thì suy ra là R1 thì sẽ bằng là R trên cho 3. Đúng không? R trên cho 3. Vậy tức là chúng ta kết luận gì ở bài này? Đó là cái điện tích quy. Suy ra kết luận ở bài này. Kết luận ở bài này. Đó là cái điện tích quy lớn ý, thì nó sẽ gần cái điện tích quy 1 hơn. Gần cái điện tích quy nhỏ hơn. Và cách cái điện tích quy nhỏ. Cách cái điện tích quy nhỏ. Một khoảng là R trên 3. Bây giờ mình nhìn vào trong cái đáp án xem là có đáp án nào có nội dung như này không. Đúng không? Đó, ở đây thì chúng ta có R trên 3. Ok, có hai đáp án R trên 3. Nhưng vừa nãy thì các em, nhiều bạn là thấy cô biểu diễn là cái quy nó dương thì lại chọn luôn đáp án C. Đúng không? Nhưng mà ở đây thì quy nó là tùy ý các em nhá, tùy ý. Kể cả các em có vẽ cái trường hợp mà quy nó âm ấy. Giờ cô thử vẽ lại cái trường hợp quy nó âm nhá, xem là nó có được như này không. Giờ nếu như quy nó âm thì sao? Nếu quy dương thì lực đẩy đẩy sang hai bên. Thế quy âm thì sao? Lực hút, hút. Thế nó có cân bằng được không? Có, vẫn cân bằng được nhá. Cho nên là câu này thì nó không cần phải xét về dấu đâu. Còn những bài toán nào mà người ta bảo là xét
quỹ để cho cả hệ cân bằng ấy, thì những cái bài đấy mới là những bài mà chúng ta cần phải xét về dấu. Được chưa? Ok. Tiếp theo. Câu số 3 nào. D. Quy chưa biết dấu thế nào rồi, phải thả tim cho bạn Đinh Thành Long, bạn Hải Nam, bạn Phượng mà học cô dễ hiểu lắm luôn, thả tim luôn. Đó. Thả tim luôn đúng không? Các bạn, nói chung là cô chỉ, mục tiêu của cô đấy là dạy sao cho các em hiểu nhất. Chứ cô cũng không biết là nói chuyện phiếm thế nào cho vui đâu. Bây giờ mà lại cô lại ngồi kể câu chuyện lâm ly bi đát hay là câu chuyện kiểu như mấy tiktoker kể chuyện ngoại tình các thứ ấy. Thì cũng kể được thôi, nhưng mà cái đấy để làm gì nhỉ? Mình đang học mà, đúng không? Cho nên học thì ra học, chơi thì ra chơi. Giờ mình học xong thì có thể là mình, có một buổi nào đấy mình cô livestream để giao lưu chẳng hạn, thì mình nói chuyện với nhau thoải mái. Chưa? Ok, câu số 3 nha. Câu số 3 này. Cho hai điện tích Q1, Q2 có độ lớn bằng nhau và cùng dấu, đặt trong không khí và cách nhau khoảng R. Khi điện tích đặt điện tích Q3 tại trung điểm của đoạn thẳng nối hai điện tích Q1, Q2, lực điện tác dụng lên Q3 là bao nhiêu? Câu này cực kỳ dễ. Các em chỉ cần vẽ cái hình ra là các bạn có thể ra được. Đấy. Vẽ cái hình ra là ra được ngay. Nhá. Ồ, đây là cô thấy rất ít bạn chia sẻ giúp cô này. Các em ơi giúp cô nhá. Chia sẻ về tường nhà nhá. Đây có đến tận 533 mắt xem, nhưng mà các bạn chỉ lướt qua chứ không hề like với cả không hề chia sẻ giúp cô. Buồn ghê. Like và chia sẻ giúp cô nha. Bạn Nguyễn Thị Khánh Huyền mà cô nói to một tí được không ạ? Em nghe nhỏ lắm ạ. Ok nhá, cô sẽ nói to hơn. Bạn Hải Nam và 3D, bạn Hương Phùng 3D, các em comment đi nhé, cô sẽ đọc đáp án của các em. Được chưa? Ở đây cô 3 nhá, chúng ta sẽ có là Q1, Q2 có độ lớn bằng nhau đúng không? Cô giả sử nó dương đi. Đề bài người ta không khẳng định về dấu gì thì cô cứ khẳng định dương cho nó dễ vẽ. Được chưa? Dương hết. Xong rồi cái Q3 đặt tại trung điểm. Là trung điểm tức là điểm ở giữa đúng không? Q3 nó chả nói gì về dấu ở Q3 thì cô cũng cho nó dương hết đi. Nếu người ta không khẳng định gì, mình có quyền đặt dấu cho nó nhá. Nếu người ta không khẳng định gì, tức là kể cả nó dấu âm hay dấu dương thì cái kết quả đó vẫn xảy ra. Thì mình có tùy ý để đặt cái dấu. Được chưa? Cô vẽ hơi lệch một tí. Nó gần không giống trung điểm. Nhưng mà thôi các bạn thông cảm nhá. Theo đây chúng ta sẽ có là lúc này thì Q1 dương, Q3 dương. Đây là cái lực đẩy. Đó, lực đẩy F1 3. Q2 dương, Q3 dương. Lực đẩy đúng không? Cùng dấu đẩy nhau mà. 2, 3. Thì các em thấy khẳng định được rằng ở đây là F1, 3 với F2, 3 là cùng phương. Nhưng mà ngược chiều. Đấy là mình mới khẳng định được về chiều thôi. Thế còn về độ lớn thì sao? Về độ lớn, mình khẳng định nốt về độ lớn. Nhá. Bởi vì là mình đã biết được ở cái buổi ngày hôm trước mình học về tổng hợp lực rồi đúng không? Nếu như mà một điện tích điểm ấy mà chịu tác dụng của hai lực là F1, 3 và F2, 3 ấy, mà nó cùng phương ngược chiều ấy, thì lúc này F sẽ bằng trị tuyệt đối của F1, 3 trừ đi F2, 3. Bây giờ mình tìm tiếp xem là về độ lớn F1, 3 và F2, 3 thì nó sẽ có cái mối liên hệ là gì, có cái mối quan hệ là gì nhá. Nó đang hơi bị lóe sáng đúng không? Hơi bị chói sáng quá. Về độ lớn chúng ta sẽ có F1, 3 bằng K nhân trị tuyệt đối Q1, Q3 chia cho R bình. F2, 3 thì sao? Bằng K nhân trị tuyệt đối của Q2, Q3 cũng chia cho R bình luôn. Vì sao? Vì Q3 nó nằm ở chính giữa, cho nên khoảng cách từ Q1 đến Q3 bằng khoảng cách từ Q2 đến Q3 bằng R. Mà mình lại có thêm một cái dữ kiện, đó là Q1, Q2 có độ lớn bằng nhau. Vậy thì từ đây thì mình khẳng định được rằng là gì nhỉ? F1, 3 nó bằng với F2, 3. Vậy chúng ta thấy vào cái này, đó là buổi trước mình học tổng hợp lực đúng không? Mình học tổng hợp lực. Nếu như mà một vật mà chịu tác dụng của hai lực mà nó có cái gọi là cùng phương nhưng ngược chiều thì chúng ta sẽ cộng sẽ trừ được ra như này đúng không? Trị tuyệt đối và trừ được ra như này. Cô giảm độ sáng nhé, nó hơi bị lóe sáng quá. Ok, thế này được rồi đấy. Đấy. Vậy cho nên bài này mình khẳng định được ngay đáp án câu này chính là D. Hai cái nó đã bằng nhau rồi lại còn trừ cho nhau nữa. Vậy thì chắc chắn đáp án là D.
đúng không? Đáp án câu 3 là D. Bạn Huyền Vân, để em bảo bố em che cái gì đây? Bạn Đỗ Duy Dương và 3D. Ok, chính xác nha, chính xác luôn. Còn các bạn khác đâu? Mình cứ kiên trì mình học như này. Bởi vì cô đang muốn tăng buổi cho 2K5 để các bạn học khoảng 2-3 buổi một tuần. Thì nếu mà các em học được nhiều buổi một tuần ấy, thì cô sẽ giảm, nó không bị gấp ý. Bởi vì lúc trước là cô giảng nó hơi bị gấp. Đấy là một buổi thì cô cố gắng thì cô dạy 2 dạng. Mà cô nghĩ là nếu mà dạy 2 dạng như vậy thì các em sẽ không hiểu được thực sự sâu cái bản chất. Bây giờ mỗi buổi thì cô dạy một dạng thôi. Những cái dạng nó dễ quá. Ví dụ kiểu dạng lý thuyết ấy, thì mình có thể là lướt nhanh được và mình sang đến dạng tiếp theo. Đó, câu số 4. Hai điện tích điểm Q1 bằng 2 nhân 10 mũ trừ 8 và Q2 bằng trừ 1,8 nhân 10 mũ trừ 7 coulomb đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 12cm trong không khí. Đặt một điện tích Q3 tại điểm C, tìm vị trí Q3 để nó nằm cân bằng. Nào các em hãy thử phân tích từ những cái cách mà cô dạy. Thứ nhất là Q1, Q2 cùng dấu hay trái dấu. Và từ đó chúng ta suy ra được Q3 sẽ phải nằm trong khoảng Q1, Q2 hay nằm bên ngoài. Và Q1 và Q2 cái nào có trị tuyệt đối nhỏ hơn. Để chúng ta khẳng định được rằng là Q3 nó sẽ gần cái nào hơn ý. Chà, gần cái nào hơn. Đối với cái câu số 4 nha. Đối với câu số 4. Nào hãy thử comment cho cô xem nào. Thử comment cho cô nhé. Cô bảo rồi, mình học live stream thì mình có cái hạn chế là cô thường là cô kiểu thao thao bất tuyệt nói chuyện với cái máy tính. Và các bạn thì kiểu không có cái sự tương tác với cô ấy. Đấy, cho nên bây giờ các em tương tác nhiều lên nhá, comment nhiều lên. Hãy thử xem nào. Mình sai không sao cả. Sai thì cô sẽ chỉ cho các em là vì sao các em sai. Và các em sai như thế thì lần sau mình rút được kinh nghiệm. Bạn Tô Hiền, em chào cô Quyên xinh gái, lâu lắm em không được gặp cô, em buồn. Lâu lắm cô không dạy cho 2K4 đúng không? Bạn này thì cô đang tập trung cho 2K5 nhiều hơn. Bạn Hải Nam, 3D. Gần câu 4 đáp án gì đây? Nào, thử trả lời cho cô câu hỏi đấy nhá. Thứ nhất, đó là Q1, Q2 cùng dấu hay trái dấu. Từ đó thì các em suy ra được Q3 phải nằm trong khoảng AB hay nằm ngoài khoảng AB. Và nó sẽ gần điện tích nào hơn. Đấy, thì comment cho cô nhá. Nào, để cô check xem nào. À đây, thấy bạn comment rồi này. Thấy các bạn comment rồi này. Đó, bạn bảo là Q3 phải nằm ngoài cô ạ, vì Q1 và Q2 trái dấu. Ok. Nằm ngoài bởi vì trái dấu. Đúng không? Bạn bảo là nằm ngoài vì trái dấu. Đây bạn, bạn ấy tên là gì nhỉ? À Hải Nam, vẫn Hải Nam. Q1 nằm ngoài vì Q3 nằm ngoài ra phía Q1. Bạn bảo là Q3 nằm ngoài vừa gần Q1 hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái đề câu này nhá. Mình sẽ phân tích từ cái như sau. Mình biết cái mẹo rồi đúng không? Và cô cũng đã chứng minh cho các em cái mẹo đấy rồi. Thì chúng ta có là đấy, cái Q1 thì giữa dương, Q2 thì nó lại âm. Vậy cho nên chúng ta khẳng định được rằng là để Q3 cân bằng thì Q3 phải nằm ngoài khoảng AB. Nhá. Và thứ hai đó là chúng ta có trị tuyệt đối thì Q1. Q1 ý, nó là 10 mũ trừ 8. Q2 là 10 mũ trừ 7. Đấy, rất nhiều bạn là nhầm nhá. Cứ nhìn thấy 2 với cả 1,8 thì lại bảo Q2 nó nhỏ hơn đúng không? Và đây thì chúng ta có trị tuyệt đối của Q1. Nó nhỏ hơn trị tuyệt đối của Q2 nhá. Nhìn nhá, 10 mũ trừ 8 với 10 mũ trừ 7 đấy. Cái này nó gấp 9 lần cái này đấy. Đấy nhá, nếu mà về trị tuyệt đối ấy. Cho nên chúng ta khẳng định được rằng là Q3 thì nó phải gần cái điện tích nhỏ hơn. Đấy là gần Q1 hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta vẽ vào hình. Q1 là dương. Q2 là âm. Đây Q2 đây. Q1 đây. Và mình bảo là nó phải gần cái điện tích có trị tuyệt đối nhỏ hơn đúng không? Nó sẽ nằm trên, vẫn nằm trên cái đường thẳng này. Nhưng mà nó ở đây chẳng hạn, Q3. Đấy. Q3 thì mình không quy định về dấu đâu nhá, mình có thể để nó âm nó dương cũng được, cô để nó dương đi. À, mình sẽ phân tích lực tác dụng đến Q3. Q1, Q3 cùng dương. Vậy thì nó sẽ là lực đẩy. Đúng không? Lực đẩy. F13. Q3 dương, Q2 âm, lực hút F23. Được chưa? F23. Vậy thì ok, chúng ta khẳng định được rằng là đấy rồi. Và thêm nữa đây là R1 đây. Và đây là
R2, đúng không? Thì nhìn vào hình, người ta cho chúng ta là Q1 đặt tại A, Q2 đặt tại B, và hai điểm AB cách nhau một khoảng 12 cm. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có là R2 thì bằng R1 cộng 0,12. Từ hình vẽ nhá. Từ cái hình vẽ là chúng ta vừa vẽ hình ra được rồi. Thì chúng ta khẳng định được rằng là R2 nó sẽ bằng R1 cộng với 0,12 m. Đấy là những cái mà mình đã có được. Đúng không? Mình đã có được ở đây rồi. Tiếp theo. Đó là, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giải như thế nào? Giải như thế nào để ra được cái câu này? Và đây thì cô tóm tắt lại nhé. Cô tóm tắt vào bên góc một số để cho các bạn nhìn số cho nó dễ. Q1 bằng 2 nhân 10 mũ trừ 8 coulomb. Q2 bằng trừ 1,8 nhân 10 mũ trừ 7 coulomb. AB bằng 12 cm. Đấy, và sau đó là tìm Q3. Đây là cái yêu cầu của đề bài. Để cô đọc đáp án xem nào. Comment xem các bạn đã làm được từ câu này ra đáp án chưa. Bạn Linh chọn A. Ok, vậy tức là rất nhiều bạn là làm được ra đáp án rồi đúng không? Đấy, có mấy bạn comment đáp án rồi đấy. R2 bằng R1 cộng 0,12 như này. Mà chúng ta đã bảo là khi mà cái điện tích cân bằng thì chúng ta sẽ có là gì? Mình vừa suy ra được cái công thức tính nhanh ở trên. Đó là trị tuyệt đối của Q1 chia cho R1 bình thì bằng trị tuyệt đối của Q2 chia cho R2 bình. Đúng không? Vậy thì chúng ta suy ra. Đó. Và chuyển cái này xuống đi. Q2 trị tuyệt đối của Q2 trên trị tuyệt đối của Q1. Tức là chúng ta đang đổi giữa cái trị tuyệt đối Q1 với cái R2 bình. Các em thấy không? Chuyển Q1 xuống đây thì có phải nó dưới mẫu không? Đó, vậy thì R2 với này nó phải lên mẫu. Chứ bây giờ nhỉ, kiểu như ở đây là căn nhà đúng không? Hà Nội đất chật người đông. Cứ hở ra cái căn phòng trọ nào là thuê hết sạch, đúng không? Ví dụ thằng này nó muốn chuyển nhà ra đây thì thằng này phải thế nào? Phải sang đổi nhà ra đây, đúng không? Đó, sẽ là R2 trên R1 tất cả bình. Vậy thì bây giờ chúng ta thay số vào. Q2 là 1,8 nhân 10 mũ trừ 7 là trừ chia cho 2 nhân 10 mũ trừ 8 thì bằng là R2, hay là chúng ta thay luôn R2 bằng R1 cộng 0,12 đi trên cho R1 tất cả bình. Thì các em chia ra nhá, các em sẽ thấy 1,8 nhân 10 mũ trừ 7 ấy, mà lại chia cho 2 nhân 10 mũ trừ 8 ấy, thì chắc chắn là nó ra bằng 9 rồi. Chắc chắn là nó ra bằng 9 rồi. 9 thì nó sẽ bằng R1 cộng 0,12 trên cho R1 và bình phương. Cái này thì cô giải chi tiết cho các em thôi. Chứ nếu mà để cô làm cái đề này, cô không bao giờ mà có giải chi tiết như này. Và cô biến đổi chi tiết để cho bạn nào mà chưa hiểu lắm thì có thể hiểu được. Mình chờ hơi tốn giấy nháp một tí. Và các bạn nào mà giỏi, khá giỏi thì sẽ thấy là cô giải, ủi dồi ôi, sao những cái lằng nhằng này mà cô phải giải đúng không? Mà thôi, mình sẽ thông cảm cho những bạn mà các bạn ấy cần phải trình bày chi tiết, đúng không? Rất nhiều bạn là phải trình bày chi tiết mới hiểu được. Bây giờ chúng ta chuyển với đổi dấu cái R1 qua đây. Thì còn là 2R1 bằng 0,12. Suy ra được R1 bằng 0,06. Và các em có thể suy ra được ngay R2 mình vừa bảo ở trên là bằng R1 cộng 0,12 nó sẽ bằng 0,18. Nhưng mà chú ý đơn vị là mét nhá. Chú ý đơn vị là mét. Ở đây, cô đẩy giấy lên này. Chú ý đơn vị là mét nhá. 0,18 m nhá. Được chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay đó là nếu như vậy thì Q3 nó sẽ cách Q1. Đây là A đây. Đây là B đây. Là C đây. Hay nói cách khác đó là CA bằng 6 cm và CB bằng 18 cm. 18 cm. Đúng không? CA bằng 6 và CB bằng 18 cm. Đã chọn được đáp án A. Vậy là có rất nhiều bạn đã comment được chính xác đáp án cho câu này rồi. Những câu này là những dạng bài tập lấy điểm 9, điểm 10. Cho nên là sẽ không nhiều bạn bình luận được. Và bạn nào mà làm được đáp án ấy thì cứ bình luận cho cô nhá. Để mình so. Kể cả là khi mà cô làm ra được rồi, các em làm ra được thì các em cũng vẫn bình luận cho cô. Đừng có ngại ngần gì mà bảo là ôi lúc ấy cô đọc đáp án mất rồi, em tính ra, em cũng tự tính ra nhưng mà em kiểu
em bị đằng sau cô một tí ấy, không vấn đề gì cả, cứ bình luận đáp án cho cô nhá. Bình luận để cô biết rằng là các em đã tự làm được. Được chưa? Đấy. Và khi mà các em bình luận xong ấy thì các em sẽ nhận được ra là kể cả có bình luận sai thì các em sẽ nhận ra được là à, các em đang sai ở lỗi nào và các em cần phải rút cái đặc điểm ra ở chỗ khác. Chỗ nào, đúng không? Câu số 5 là một cái phiên bản nâng cấp hơn so với câu số 4. Thì các em thấy rằng là câu số 4, bây giờ cô sẽ so sánh nhá. Ở đây là cái mà cái dạng đề mà các bạn hay nhầm lẫn với nhau nhất. Đấy. Cái dạng đề đầu tiên ở câu số 4 đó là tìm vị trí Q3 để nó nằm cân bằng. Để nó nằm cân bằng tức là gì? Tìm vị trí của Q3 để Q3 nằm cân bằng. Và câu số 5 người ta bảo là tìm vị trí và dấu của Q3. Dấu và độ lớn của Q3 để hệ ba diện tích Q1, Q2, Q3 cân bằng. Đấy, vậy thì các em thấy là thế nào? Bài 5 sẽ là gì? Một phiên bản nâng cấp hơn của bài 4. Vậy thì mình sẽ làm như thế nào? Liệu mình có làm giống bài 4 hay là không? Liệu mình có làm giống bài 4 hay là không? Và có điểm gì khác hay không? Các em hãy thử tư duy xem. Đó là để hệ cân bằng. Hệ cân bằng thì sao? Hệ cân bằng thì từng cái điện tích Q1, Q2, Q3 trong hệ ấy, nó phải cân bằng. Tức là tổng hợp lực lên từng điện tích Q1, Q2, Q3 phải và không. Đúng không? Đấy. Câu 4A bạn Hải Nam. Rồi các bạn, rồi đến những câu khó này là comment chậm hơn đúng không? Không vấn đề gì cả nhá. Cứ comment cho cô đi. Đấy, bây giờ cô đặt câu hỏi cho các em đấy. Đấy là cái điểm khác giữa cái đề của câu 5 với câu 4 là gì? Để cho các bạn phân biệt. Bạn Hà Nam bảo là em làm ra kết quả những câu chê đề có nhìn được câu nào đâu. Dỗi thực sự ha ha. Sorry em. Đấy là lý do mà cô bảo là cô có nên mua bảng hay không đấy. Vì nhiều khi là cô chê. Chê rồi là tay cô chê nữa. Các bạn cứ bảo là các bạn không nhìn được cái đáp án ở trong cái đề của cô. Rồi câu số 5 nhá, cô sẽ nói luôn cái điểm khác biệt đấy. Đó là cái câu số 4 ấy thì mình cái dấu của Q3 nó thế nào cũng được. Dấu Q3 có thể âm, có thể dương, Q3 đều có thể nằm cân bằng được. Nhưng ở cái câu số 5 ấy, nếu như mà cái đề bài mà người ta hỏi là để hệ ba điện tích Q1, Q2 nằm cân bằng ấy, thì các em phải xét thêm về cái dấu của Q3 nữa nhá. Và đây thì đây là cái mà cô sẽ chú thích cho các em. Vì sao chúng ta lại phải xét dấu? Bây giờ chúng ta sẽ có cái trường hợp Q1. Đây là Q1, Q2 vẫn trái dấu đúng không? Q1 dương. Và Q2 vẫn âm. Ta vẫn biết là Q3 sẽ gần Q1 hơn. Ok, Q3 vẫn sẽ gần Q1 hơn. Đấy. Nhưng Q3 mang dấu dương đi. Và cái trường hợp mà Q3 mang dấu âm. Đấy, và cái trường hợp mà Q3 mang dấu âm. Đó, thì nó sẽ có cái gì khác nhau? Thì nó sẽ có cái gì khác nhau? Nào, comment cho cô xem nào. Rồi, để cô đọc comment một chút nhé. Cô sẽ dành thời gian để đọc comment một chút. Xem là các bạn có nhận ra được cái điểm khác giữa bài 4 và bài 5 này không? Ok, làm sao? Tổng hợp lực, đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ nhá. Nếu như mà... Đây, để cô đọc comment nhé. Cô thấy Huyền Vân mà mất gốc lý. Bạn Lê Hải Nam vào điểm khác nhau phải xét dấu ở Q3. Đúng rồi, phải thả tim cho Nam luôn. Bạn Hải Nam bảo làm sao cho tổng hợp các lực liên hệ đều phải trái dấu. Ok, chính xác luôn. Hay nói cách khác là cùng phương ngược chiều. Chính xác luôn. Ok, chính xác. Bạn comment rất là đúng luôn. Ở đây chúng ta sẽ có nhà đây Q1 này. Q2 này. Q3 này. Q3 này. Q1 này. Q2. Nếu như mà các em xét chỉ xét về cái lực tác dụng lên Q3 ấy thì sao? Thì đối với trường hợp 1, đây trường hợp 1 nhá. Trường hợp 2. Trường hợp 1 và trường hợp 2. Thì trường hợp 1 ok, Q1, Q3 cùng dấu đây. Q2, Q3 trái dấu hút. Thì Q3 nó nằm cân bằng được rồi. Bắt đầu chúng ta xếp tiếp đến cái Q1. Xếp tiếp đến cái Q1. Q1 thì sao? Q1
âm, à quy 1 dương, quy 3 dương, lực do quy 3 tác dụng lên quy 1, F 3 1. Đây, đúng không? Quy 1 dương, quy 2 âm, lực do quy 2 tác dụng lên quy 1, nó hướng về phía quy 2. Vậy thì các em thấy ngay đó là trong cái trường hợp này, cả hai lực tác dụng lên quy 1 nó đều cùng phương và cùng chiều. Vậy thì có bao giờ mà nó cộng với nhau bằng 0 không? Có bao giờ mà tổng hợp cái F31 và F21 nó bằng 0 không? Không bao giờ, đúng không? Vậy cho nên là cái trường hợp 1 này, mình có thể là mình không chọn được, đúng không? Bởi vì chắc chắn là một trong ba cái điện tích. Rồi đây bạn Hải Nam bảo là trường hợp 1 quy 1 không cân bằng, trường hợp 2 mới cân bằng. Ok, được. Chính xác, cô vừa mới vẽ ra xong thì bạn đã khẳng định được rồi, đúng không? Chính xác luôn nhá. Ở đây thì chúng ta thấy đó là lý do mà trường hợp 1 hệ ba điện tích nó không cân bằng ấy, bởi vì lực tác dụng lên quy 1 nó cùng một chiều ấy. Thì nó giống như kiểu bây giờ mà em đang bảo lưỡng lự mình nên ở nhà hay mình nên đi chơi. Cô rất hay thế nhá, kiểu cô phân vân một cái điều gì ấy thì cô sẽ lấy ra một cái mẩu giấy. Cho nên trên bàn cô có rất nhiều cái giấy kiểu như này. Đó, rất nhiều cái giấy kiểu như này. Sau đó cô sẽ chia đôi ra. Phần là nên đi, nên làm hoặc là nên đi, không nên làm, không nên đi. Đấy, thì chia đôi ra xong rồi cô viết, viết, viết. Bên nào mà nhiều gạch đầu dòng hơn thì cô sẽ làm theo bên đó. Vì sao? Bởi vì là thực ra đấy chỉ là một cái để mình đấy thôi, chứ cái đấy thì sẽ giúp mình biết là thực ra mình cần cái gì, đúng không? Thì giống cái này cũng thế, có nhiều lý do để nó kéo sang phía bên này hơn. Vậy thì chắc chắn là nó không thể nằm cân bằng, không thể nó đứng yên được, đúng không? Không thể nào đứng yên được. Rồi đối với trường hợp thứ hai thì các em thấy là quy 1 dương, quy 2 là quy 3 âm. Ok, đấy F3 1 3 đây. Quy 2 âm, quy 3 âm, F2 3 đây. Thế là trường hợp 1 hay trường hợp 2 thì cái quy 3 nó vẫn nằm cân bằng. Nhưng bây giờ chúng ta xét cái quy 1 đi. Thì sao? 1 dương, 3 âm. Cái lực F31 nó hướng sang bên trái. 1 dương, 2 âm, lực F21 nó hướng sang bên phải. Ok, lực quy cái điện tích quy 1 có thể nằm cân bằng rồi. Tiếp theo đến cái điện tích quy 2. 3 âm, 2 âm, F 32 hướng sang bên phải. 1 dương, 2 âm, F 12 hướng sang bên trái. Quy 2 nó cũng cân bằng nốt. Vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái điểm khác biệt giữa bài 4 và bài 5 ấy. Thì em mặc dù thấy là quy 1 nó vẫn thế, quy 2 vẫn thế, đặt tại hai điểm AB cách nhau 12 cm vẫn thế. Tuy nhiên là nó sẽ khác về cái dấu của cái quy 3. Ở đây thì chúng ta đối với cái bài tập này nhá, đối với bài tập này thì chúng ta sẽ chọn quy 3 nó âm và mình sẽ chọn đáp án là A. Tuy nhiên là những bài tập khác thì em phải xét ra để xem là mình chọn quy 3 nó âm hay là chọn quy 3 nó dương nhá, không phải bài nào mình cũng chọn quy 3 âm đâu nhá. Tiếp theo câu số 6 này. Câu số 6, cô đang cố gắng là giải thích một cách chi tiết nhất cho các em luôn đấy. Giải thích không còn gì chi tiết hơn đấy. Đó, cho nên là học hành đi nhá, chăm chỉ học hành đi. Vừa thấy hơn 500 mắt xem, giờ lại ít mắt xem hơn rồi. Tiếp đến với câu số 6. Câu số 6, hai điện tích đặt trong không khí Q1 và Q2 bằng trừ 4 Q1 tại A và B cách nhau khoảng L, đặt Q3 tại C thì hợp lực tác dụng lên Q3 bằng 0. Khoảng cách từ A và B tới C lần lượt có giá trị là, hình như câu này mình cũng làm rồi đúng không? Nào các em hãy thử. Câu này nó gần giống với cái câu số 2 này, Q và 4Q này. Tuy nhiên là câu số 2 là hai điện tích để nó cùng dấu đúng không? Và câu số 6 này là hai điện tích là trái dấu. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Các em hãy thử phân tích để làm ra nhá. Thứ nhất đó là mình khẳng định được rằng là Q1 và Q2 thì nó trái dấu, đúng không? Cho nên là Q3 sẽ phải nằm ngoài khoảng AB. Nằm ngoài cái khoảng AB. Đó là cái mình suy ra đầu tiên. Thứ hai đó là mình nhìn về độ lớn. Trị tuyệt đối của Q1 nó nhỏ hơn trị tuyệt đối của Q2, bởi vì Q1 nó bằng trừ 4 Q2 cơ. Đấy, cho nên chúng ta khẳng định được rằng là Q3 nó sẽ gần cái điện tích nào hơn? Gần cái Q1
hơn, môi bằng gần Q1 hơn. Bắt đầu chúng ta vẽ hình. Ta giả sử Q1 dương và Q2 âm, cách nhau cái khoảng này là L. Q2 trừ 4 Q1, đây là Q1. Q3 nó nằm ở đây, đúng không? Q3 ở đây thì cô đã nói là đối với cái bài tập mà người ta bảo là chỉ cần lực tác dụng lên Q3 bằng 0 thôi, thì Q3 có giấu thế nào cũng được, đúng không? Cô nói là giấu dương đi. Q3 chúng ta có đây là khoảng R1, là cái khoảng R1, và đây là khoảng R2, đúng không? Chúng ta đã có công thức giải nhanh, áp dụng công thức giải nhanh. Còn nếu mà các em không thích áp dụng công thức giải nhanh ấy, thì các em có thể là suy ra từ cái lực F13 bằng F23 cũng được, nó vẫn thế. Nhà áp dụng công thức giải nhanh, chúng ta có trị tuyến Q1 chia cho R1 bình bằng trị tuyến Q2 chia cho R2 bình. Vậy thì suy ra là Q1 trên Q2 thì bằng R1 bình trên R2 bình. Ở đây chúng ta suy ra được là Q1 trên Q2 bằng 1/4 bằng R1 trên R2 tất cả bình. Suy ra R1 trên R2, chúng ta căn cả hai vế đi, 1/4 mà căn đi thì bằng 1/2. Suy ra R2 bằng 2 lần R1. Mà chúng ta lại có là gì nhỉ? R2 thì bằng R1 cộng với L. Được chưa? Bằng R1 cộng với L. Vì sao? Vì ở đây các em nhìn thấy này. Đó là gì? Đây, R1 chính là khoảng này đúng không? Đây, L đây, R2 đây. Vậy thì có phải là R2 bằng R1 cộng với L không? Đó. Vậy thì chúng ta thay vào đây, chúng ta sẽ thấy ngay được là R1 sẽ bằng L, và R2 thì sẽ bằng là 2L, đúng không? R1 bằng L, R2 bằng 2L. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn đáp án gì cho câu hỏi số 6 này đây? Bỏ cái này ra để các bạn có thể nhìn đề câu số 7 luôn. Nhá, tranh thủ nhìn đề câu số 7. Thực ra ấy, thì cô sẽ gửi cái file bài tập trước buổi học ở bên dưới cái live stream ấy. Cho nên bạn nào mà không nhìn thấy đề thì có thể xuống dưới và nhìn cái đề ở bên dưới nhá. Nhìn cái đề ở bên dưới nhá. Chưa nhỉ? Bạn Hương Phùng 6A, bạn Linh 6C. Ủa? À, không, không phải là 6A đâu em ơi, 6C chứ. Đúng không? 6C chứ. 6C nhá. 6A chỉ khi nào thôi? 6A chỉ khi mà em ra được R1 bằng L trên 3, ok. Không, 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 trường hợp này không được nhá. Không được. Rồi, còn các bạn khác chọn đáp án gì đây? Ok, kể cả các em có comment mà lỡ bị nhầm thì không việc gì mà phải xóa nhá, không sao cả. Thì coi như là cô sẽ nhắc cho các em là vì sao nó sai thôi nhá. Bạn Hải Nam chọn 6C. Tiếp theo với câu số 10 này. À, câu số 7 này. Ôi, hôm nay mình còn nhiều dạng lắm các em ơi. Cố gắng này. Câu số 7, hai điện tích Q1 và 4Q cần đặt điện tích Q có điện tích dương hay âm ở đâu để hệ ba điện tích này cân bằng. Thì mình đã làm cái bài số 2. Mình đã làm cái bài số 2. Đấy là mình đã làm bài số 2. Đó là nếu như mà có điện tích Q và 4Q thì cái điện tích Q lớn phải đặt gần cái gì rồi? Phải đặt gần cái điện tích Q nhỏ, một khoảng là L trên 3 và nó nằm giữa, đúng không? Khoảng L trên 3. Thế thì chúng ta chỉ cần xét về dấu thôi. Chỉ cần xét về dấu ở cái Q lớn. Thế là xong. R trên 3. Tôi sẽ nói là R trên 3. Đúng không? Đấy, cái Q1. Q vào 4Q này, 4Q này. Dương này. Dương này. Thế chúng ta xét nốt về cái dấu của cái Q. Xem là nó phải âm hay là nó dương là được. Đúng không? Trường hợp này thì mình... Các em nhìn thấy là câu số 2 và câu số 4 ấy, nó gần giống nhau, đúng không? À, câu số 2 và câu số 7 nó gần giống nhau. Tuy nhiên là câu này thì cô chọn là quy tùy ý. Bởi vì sao? Bởi vì người ta bảo là để điện tích này cân bằng, tức là để điện tích Q3 làm cân bằng thì dấu quy tùy ý.
Nhưng cái câu này người ta bảo là để hệ ba điện tích nằm cân bằng. Thì các em sẽ chọn đáp án gì cho cô? Cô đã hướng dẫn các em cách làm rồi nhá. Các em hãy thử tự làm câu này đi và xem là các em sẽ chọn được đáp án gì cho câu này. Hơi nóng một chút. Trời ngoài Hà Nội giờ thì cũng hơi nóng một chút đối với nhà cô. Nào, thử comment xem mình sẽ chọn đáp án gì cho câu 7 đây. Mình biết là cách của khoảng r trên 3 rồi. Mà mình cũng biết là không thể nào trái dấu đúng không? À cô sữa là không thể nào mà tùy ý rồi. Đúng không? Không thể nào mà tùy ý rồi. Thì mình có thể là và không thể nào cách một khoảng. À được, câu A vẫn được đúng không? Đáp án A vẫn được. Đấy, mình chỉ loại trừ đáp án C là tùy ý thôi. Bây giờ thì mình xem là nó phải âm hay là nó phải dương. Đúng không? Mình loại được đáp án B rồi. Loại trừ đáp án B và đáp án C rồi. Bởi vì là mình biết là phải gần. Mình biết từ câu 2 mình biết là mình phải chọn được gần cái điện tích quy nhỏ là một khoảng r trên 3 rồi. Bạn đó, Linh chọn 7A. Ok, thế còn các bạn khác thì sao? Okay, bây giờ cô sẽ vẽ cái hình ra nhé. Xem liệu có phải là 7A không. Thì đây, Quy Dương, bạn Vân bảo là một lần sai là một lần nhớ. Ừ, chính xác, thất bại là mẹ thành công mà. Mình có được mẹ của thằng thành công thì mình sợ gì mình không có được thằng thành công đúng không? Có được mẹ nó thôi. Chúng tôi đang giữ mẹ của bạn đúng không? Chúng tôi đang giữ thằng thất bại. Ở đây thì chúng ta có quy lớn, quy nhỏ, bốn quy nhỏ. Thế bây giờ nhá, cái quy lớn thì mình biết là nó giấu thế nào nó cũng cân bằng rồi. Bây giờ mình chỉ cần xét cái quy nhỏ này thôi. Đấy là để mà thứ nhất là quy bốn quy và quy ấy. Quên mất, nó nằm ở chính giữa chứ. Nó nằm ở giữa, cô vẽ nhầm nhá. Quy lớn phải nằm ở giữa. Nằm ở giữa và gần này hơn. Đây là cái quy lớn. Mình biết là quy lớn rồi. Bây giờ mình xác định lực tác dụng lên cái 4 quy đi. Quy dương, 4 quy dương. Lực mà do A, B và C nhá. Lực do A, B, đúng không? Hướng như này. Thế bây giờ thì cái lực do F do C tác dụng lên B ấy, nó phải hướng ngược lại thì cái 4 quy này mới nằm cân bằng được, đúng không? Mà hướng ngược lại như này thì chắc chắn là cái quy nó phải là âm, đúng không? Nó phải âm. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là quy âm. Nó sẽ chọn đáp án là quy âm. Và gần cái điện tích quy khoảng r trên 3. Hoặc nếu không có đáp án này thì chúng ta sẽ chọn đáp án là quy âm và gần cái điện tích 4 quy khoảng 2R trên 3. Đúng không? Vì sao? Bởi vì mình biết là đoạn này tổng rồi. Đoạn này R trên 3, đoạn này 2R trên 3 đúng không? Là mình nhìn, à quy âm nhá, quy âm. Cô viết nhầm là quy dương ấy. Quy âm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn quy âm gần khoảng 4 quy khoảng. Đây, đáp án A của chúng ta đúng không? Câu 7, chọn ngay A. Đấy, sau một hồi cô sửa cái đáp án này nó bé bé cho như thế. Nhưng mà mình vẫn chọn đáp án A, 7A. Bạn Linh chọn đúng rồi đấy. Ở đây thì thực ra nếu mà chuẩn nhất thì mình nên chọn đáp án D các em ạ. Chuẩn nhất thì mình nên chọn đáp án D. Bởi vì mình chưa biết là quy nó âm hay dương. Quy nó âm, à quy nó dương hay là quy nó âm. Cho nên mình cũng, đây chỉ là mình giả định là cái quy nó dương thôi. Còn chuẩn nhất thì vẫn là phải là trái dấu và cách điện tích quy nhỏ một khoảng r trên 3, đúng không? Nếu mà chuẩn nhất thì mình phải chọn đáp án D nhá. Câu 7 là một mớ hỗn tạp, đúng không? Chú ý nha, cô sẽ che lại câu 7. Mình sẽ chọn đáp án D. Chuẩn nhất thì là đáp án D. Còn đáp án A thì đối với trường hợp là nếu mà quy dương thì đáp án A là hoàn toàn chính xác. Tiếp. Loanh quanh với câu số 8, số 9. Nào để chúng ta chuyển tiếp sang cái dạng cuối cùng luôn nhá. Câu số 8, số 9. Thì các em comment cho cô nhanh cái đáp án nào. Cô chữa một vài bài rồi. Thì những bài này thì các em có thể là tự làm cho cô nhá. Câu số 8, số 9. Câu số 10 này. Câu số 10 này nó bị trùng. Câu số 10 này là bị trùng với câu số 5. Câu số 10 là trùng với câu số 5. Trùng câu 5. Thì thôi mình không chữa nữa. Mình vừa chữa câu 5 chi tiết rồi. Đúng không?
trúng câu 5 thôi, không chữa đâu. Giờ mình chữa câu 8 và câu 9 thôi. Câu 8, câu 9. Hai điện tích dương Q và 4Q cách nhau khoảng 12 cm, gọi M là điểm tại đó. Lực tổng hợp tác dụng lên điện tích Q1 bằng 0. Điểm M cách Q1 là, ôi dồi ôi, câu này lại loanh quanh luẩn quẩn đúng không? Vậy thì chúng ta kết hợp với cái câu số 2. Kết hợp với cái câu số 2. Kết hợp câu 2 thì chúng ta đã biết được rằng là Q1 mà bằng Q, Q2 bằng 4Q. Thì cái điểm M mà tại đó tổng hợp lực tác dụng lên điện tích bằng 0 ấy, nó phải gần cái điện tích Q nhỏ một khoảng là R trên 3, đúng không? R trên 3. Mà ở đây thì R người ta đã cho là bằng 12 cm. Vậy thì 12 chia 3 bằng 4. Mình chọn được đáp án là 4 cm, đúng không? Các em phải kết hợp với cái câu số 2 nhá. Kết hợp với cái câu số 2 thì các em sẽ làm ra được ngay đáp án câu này nữa. Câu số 2 thì cô giải chi tiết rồi, cô cũng không muốn là giải lại chi tiết một lần nữa nhá. Tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo. Câu số 8 thôi. À, câu số 9 thôi, câu số 9 thì cô sẽ để làm bài tập về nhà cho các em nhá. Để các em test vào ngày mai nhá. Test vào ngày mai. Mình sẽ chuyển sang dạng tiếp theo, không rồi buổi hôm nay mình không học xong mất. Thì nữa các bạn lại sang cố gắng học thì mình lại không học được hết bài, đúng không? Câu số 9 sẽ để làm bài tập về nhà. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái dạng bài rất là quan trọng trong cái buổi ngày hôm nay. Đó là dạng cân bằng bởi sợi dây treo quả cầu tích điện. Được chưa? Cân bằng bởi sợi dây treo quả cầu tích điện. Thì cái dạng này là một dạng rất là quan trọng mà cô rất là muốn dạy cho các em. Bởi vì cái dạng này thì nó sẽ là những câu kiểu lên lớp 12 các em vẫn sẽ gặp lại ấy. À, đôi khi là trong phần dao động là các em vẫn gặp lại cái câu này đấy. Người ta yêu cầu chúng ta là tính lực căng dây chẳng hạn. Tính lực căng dây tại góc A, góc B, góc C chẳng hạn. Thì các em vẫn phải sử dụng lại cái bài này. Được chưa? Hiểu đây. Cân bằng bởi sợi dây treo quả cầu tích điện thì chúng ta sẽ có là gì? À, cái bài toán nó sẽ có như sau. Treo hai quả cầu mang điện cùng dấu lên hai sợi dây mảnh. Thì các em biết là hai quả cầu cùng dấu thì nó sẽ thế nào? Nó sẽ đẩy nhau, đúng không? Cùng dấu đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau. Vậy thì cùng dấu, hai quả cầu cùng dấu nó sẽ đẩy nhau. Nó đẩy nhau và hai cái sợi dây ấy nó sẽ hợp so với phương thẳng đứng một góc là alpha. Đây các em có thể nhìn thấy. Hợp so với phương thẳng đứng một góc là alpha. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là những lực mà tác dụng lên cái quả cầu ấy thì cô sẽ phân tích ra nhá. Thứ nhất đó là quả cầu thì có khối lượng M, cho nên là nó sẽ có trọng lực P tác dụng lên nó. Được chưa? Thứ hai là quả cầu đang được treo bởi sợi dây mảnh, cho nên là nó sẽ chịu tác dụng của lực căng dây T. Đấy, lực căng dây T. Lực căng dây T thì chúng ta biết rằng lực căng dây nó có bản chất là một cái lực đàn hồi, đúng không? Cho nên lực căng dây thì nó sẽ hướng vào phía bên trong của sợi dây. Đấy, có bản chất là lực đàn hồi mà, hướng vào bên trong của sợi dây. Tiếp theo đó là vì cô vừa nói là hai quả cầu mang điện trái dấu thì hai cái vật mang điện trái dấu ấy thì nó sẽ tác dụng lên nhau một cái lực lực điện, đúng không? Huyền Vân. Ủa, mai lại like K5 mà cô? Không, mai cô không like K5 mà là cô sẽ đăng cái bài này lên để cho các em chọn đáp án kiểu ABCD ấy, đúng không? Coi như là test sau khi mà cô dạy ấy. Được chưa? Đấy, như này nhá, F. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có là cái lực mà tác dụng, lực mà do hai quả cầu tác dụng lên nhau này, nó mang điện cùng dấu nên nó sẽ đẩy nhau. Đây là F điện. Được chưa? F điện. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là để quả cầu cân bằng thì sao? Để quả cầu cân bằng thì sao? Nào hãy thử comment cho cô xem nào. Nếu như mà giả sử mình chưa biết cái lực F này đi, giả sử mình che này đi. Đó. Mình biết là ba lực tác dụng lên quả cầu là F điện, P và T. Vậy thì để quả cầu cân bằng thì phải có cái điều kiện gì xảy ra ở đây? Nào comment dùng bên dưới cho cô nhá. Xem là để quả cầu này cân bằng thì phải có cái điều kiện gì xảy ra ở đây? Bạn Hải Nam 8C. Bạn Đỗ Duy Dương 8C. Ok. Trôi qua lâu rồi nhưng mà cô xem lại.
Xem lại thì thấy các bạn có comment câu 8 là C. Rồi, thử comment cho cô ở phần này nhá, để cô thử cho các em một tí xem là có còn có hiểu gì sau khi cô dạy. À, đây rồi. Độ di dương T cộng P cộng F điện thì bằng 0. Chính xác luôn. Từ cái dữ kiện này, đó là cái dữ kiện để tổng hợp tất cả các lực tác dụng lên quả cầu này. Phải bằng 0 thì nó mới nằm cân bằng được, đúng không? T cộng P cộng F điện, đó, nó sẽ bằng 0, đúng không? Thì chúng ta sẽ có là khi đó chúng ta có thể chiếu nhá. Các em có thể chiếu. Đây, góc này là góc alpha thì sao? Thì cái góc này nó cũng là cái góc alpha này. Đó, vì hai tam giác thế nào? Tam giác, hai tam giác nó đồng dạng với nhau, đúng không? Hai tam giác đồng dạng với nhau. Vậy thì chúng ta nhìn nhá. Theo quy tắc hình bình hành thì đoạn F điện ở đây cũng bằng đoạn này, đúng không? Cho nên chúng ta có là sin đối huyền, cốt kề huyền, tan đối trên kề. Mà đối chính là gì đây? Đối chính là F điện, kề chính là P. Vậy thì chúng ta có công thức đầu tiên trong bài này, đó là tan alpha thì bằng F điện chia P. Thứ hai, đó là chúng ta có là gì? Đã có, đố các em biết sin của alpha thì bằng gì? Nhìn vào cái hình này nhá. Theo đúng cái mà mình đã học ở lớp 10, đúng không? Đó là nếu như mà T cộng P cộng F điện bằng 0 ấy, thì chúng ta sẽ có là P cộng F điện bằng trừ P, à trừ trừ T. Tức là bằng cái lực mà nó có cùng độ lớn với cái lực căng dây T, nhưng nó ngược chiều, chính là cái lực F này. Đấy. Vậy cho nên chúng ta có thể coi là cái độ dài cái lực F này nó cũng chính là T luôn. Vậy chúng ta nhìn vào trong hình, xét vào trong cái tam giác này nhá. Xét vào cái tam giác này đi. Thì đây chính là cạnh F điện. Đây chính là cái cạnh có độ dài bằng P. Đây chính là cạnh có độ dài bằng lực căng dây T. Chúng ta có là sin alpha thì bằng gì? Cos alpha thì bằng gì? Đấy. Vừa có tan alpha rồi, bây giờ cô hỏi nốt sin alpha bằng gì và cos alpha bằng gì. Đấy. Thì đây chính là cái phần để các em suy ra được cái công thức, suy ra được cái công thức tính lực căng dây cho bài này thôi. Cái công thức tính lực căng dây rất quan trọng, bởi vì về sau mình vẫn phải dùng nhá, chứ không phải là mình bỏ đâu nhá. Rất là quan trọng, lớp 12 mình vẫn dùng đấy nhá. Sin bằng F chia, ok, sin bằng F điện, sin đi học đúng không, sin đối huyền, F điện chia F hay chính là chia cho T luôn. Vậy thì chúng ta suy ra được là T bằng F điện, à có viết bị ngược đúng không, F điện chia sin, đúng không? Và cái này mới là cos, cái này mới là cos A, F điện chia sin A. Còn cos alpha thì bằng gì? Sin đối huyền cos kề huyền, đúng không? Cos này thì sẽ bằng là kề, cạnh kề có độ dài bằng P, và cạnh huyền thì có độ dài bằng lực căng dây T. Chính vì vậy chúng ta có thể có được T bằng P chia cho cos alpha. Bây giờ đây chúng ta có được như giống như ở đây không? Giống như trên này không? Cô gõ bị ngược hai cái này với nhau nhá. Ở đây T bằng F trên sin A alpha và bằng P chia cos alpha. Lúc gõ là chắc là cô bị gõ ngược ấy, gõ ngược với nhau ấy. Đấy, thì ra được như này. Chưa? Một công thức để giúp các em tính nhanh được cái lực căng dây, nếu như mà các em cần. Ví dụ người ta chỉ cho là quả cầu có khối lượng bằng 2g, mà người ta không hề cho gì về cái dấu, không hề cho gì về cái độ lớn của cái điện tích của quả cầu ấy. Đấy, thì mình vẫn tìm được cái lực căng dây nhá, đối với những bài mà hóc búa kiểu như thế. Những bài đấy là những bài có xuất hiện trong sách bài tập nha, các em mở sách bài tập ra có ngay. Và thêm nữa là cái R thì các em có là cái gì? R chính là khoảng này, đúng không? R chính là khoảng giữa hai cái điện tích này. Đây chính là R này. Thì sao? R thì bằng 2 lần cái khoảng nhỏ này. Đó. R bằng 2 lần cái khoảng x này. Và x thì bằng gì? X thì bằng đấy, chiều dài dây L nhân sin, đúng không? Sin đối huyền. Đó, cho nên x thì sẽ bằng là L nhân sin alpha. R thì bằng 2 lần x, R sẽ bằng là 2L sin alpha. Đây là những cái công thức để giúp các em tính nhanh trong cái bài này. Thứ nhất là tan, thứ hai là công thức tính lực căng dây, thứ ba là cái công thức tính bán kính. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau là xử lý một số bài tập nhá. Những câu đầu tiên cực kỳ dễ, vô cùng dễ, các em hãy thử bấm cho cô. Và các em nhìn thấy không, câu 14 cô đã có ghi là đề thi trung học phổ thông quốc gia 2018. Đề thi trung học phổ thông 2018 nhá. Rồi để cô xem cái bình luận nào.
Vừa thấy tăng 6 bình luận, chắc là các bạn cũng đang bình luận đúng không? T và P như nhau à? Cô không em ơi. T và P không như nhau. À, cô vừa giải thích rồi còn gì. Cô vừa giải thích đó là vì T cộng P cộng F điện bằng 0, cho nên là chúng ta chuyển vế đổi dấu, P cộng F điện sẽ bằng trừ T. Mà đây thì cô đang biểu diễn cái trừ T đấy bằng một lực F. Đấy. Cho nên là chúng ta mới có được là cái lực F này. Thì nó sẽ có độ lớn bằng T này, có cùng phương với T này nhưng mà ngược chiều với T, dấu trừ đúng không? Cái này là kiến thức lớp 10 nhá, nhớ lại nhá. Kiến thức lớp 10 nhá. Câu số 12, mình chọn đáp án gì đây? Ok, rất nhiều bạn là comment được rồi, chính xác rồi. Câu số 12, câu này là bị lừa nhiều lắm nhá. Cô đã từng cho các bạn đã từng dạy bài này một lần rồi, cho 2K5 rồi, nhưng mà chắc là em chưa học thôi đúng không? Đã từng dạy 12B ạ. Sao 12B nhỉ? Sao 12 lại chọn B? 12 tại sao lại chọn B? Cho một cơ hội suy nghĩ lại, có phải B không? Nhìn vào đây, cô bảo là gì? F điện chia cho P. À, cái này thì F nó là F, nó là F điện đấy nhá. F là F điện đấy nhá. F là F điện đấy. Đôi khi người ta kiểu biểu diễn thế thôi nhá. F điện đấy. F điện. Để xem game là ra được bao nhiêu. Nếu mà sửa thành F điện thì sẽ chọn đáp án gì đây? Ở đây đề bài là như sau: hai quả cầu kim loại giống nhau được treo vào điểm O bằng hai sợi dây cách điện cùng chiều dài không co giãn, có khối lượng không đáng kể. Gọi P bằng Mg là trọng lượng của mỗi quả cầu, F là lực tương tác tính điện. Thì ở đây người ta gọi, thay vì người ta gọi F điện thì người ta gọi là F thôi, chứ cũng không có gì cả, đúng không? Ta gọi là F thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn được đáp án gì đây? Rất nhiều bạn là sẽ nhầm câu này. À, lại chọn 12A. Bạn nào mà chọn 12A là bạn bị lừa. Ở đây vì sao? Bởi vì trong đề người ta bảo là khi đó hai dây treo hợp với nhau góc alpha. Khi đó hai dây treo hợp với nhau góc alpha. Mà cái góc alpha của cô là góc gì? Là góc giữa dây treo và phương thẳng đứng, đúng không? Vậy thì góc giữa hai dây treo phải là hai alpha, đúng không? Góc giữa hai dây treo nó phải là hai alpha, đúng không? Chứ không phải là alpha. Vậy thì đối với bài này người ta không gọi giống cô, người ta gọi là góc giữa hai dây treo là alpha. Vậy thì chúng ta phải ngầm hiểu là a. Vậy thì cái góc giữa dây và phương thẳng đứng, góc giữa dây và cái phương thẳng đứng, và phương thẳng đứng thì nó là alpha trên 2, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có được là góc tan của cái góc giữa dây và phương thẳng đứng thì bằng F điện chia cho P. Chọn được đáp án C nhé. Câu 12 phải chọn đáp án C. Đấy, nhiều bạn là bị lừa lắm nhỉ. Cuộc đời cẩn thận dễ sang trang. 2K3 các anh chị, 2K3 là được rồi, khóc. Bởi vì là một câu lý, nó rất là dễ thôi. Người ta hỏi là sản xuất nhôm để sử dụng cái gì? Điện phân, nhiệt phân, rồi là sử dụng hóa chất, rồi là các thứ ấy. Các anh chị chọn nhiệt phân. Nhưng mà nhiệt phân là một đáp án sai. Đấy, rất là tiếc. Câu đấy bị kiểu bị tiếc, bị phí mất ấy. Phí mất cái câu đấy á. 12C cô ơi, thả tim. Link 12C. Ok. Chính xác luôn, 12C nhá. Tiếp theo. Câu 13. Hai quả cầu nhỏ giống nhau có cùng khối lượng 2,5 g, điện tích là 5 nhân 10 mũ trừ 7 coulomb, được treo tại cùng một điểm bằng sợi dây mảnh. Do lực đẩy tĩnh điện của hai quả cầu ra xa nhau, do lực đẩy tĩnh điện hai quả cầu cách ra xa nhau một khoảng là 60 cm, góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng bằng bao nhiêu? Đấy. Thì câu này thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ tính, thứ nhất là chúng ta tính P rồi, chắc chắn là phải tính P rồi. Câu 13 đúng không? Câu này là câu 13 đúng không? Thỉnh thoảng cô hơi lag một tí. 2,5 g này, M bằng 2,5 g. Thì chúng ta đổi ra kg bằng 2,5 nhân 10 mũ trừ 3 kg. Vậy thì chúng ta sẽ tính được P bằng mg. G bằng 10. Vậy sẽ là 2,5 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 10
là bằng 2,5 nhân 10 mũ trừ 2 Newton. Vâng, đây là P. Tiếp theo, chúng ta sẽ tính cái lực điện. Bước thứ hai là chúng ta tính lực điện. Vì sao? Bởi vì cái P bằng Mg thì dễ tính hơn. Mà đấy là những cái mà mình học học từ hồi cấp 2 rồi thì chắc các bạn tính được ngay, bạn nào cũng tính được. Cho nên cô tính cái dễ hết trước nha. Tính lực điện thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức chuẩn mực, đó là F bằng K nhân trị tuyệt đối của Q1 Q2 chia cho R bình phương. Mà ở đây K thì bằng bao nhiêu? 9 nhân 10 mũ 9. Q1 người ta bảo là hai quả cầu nhỏ giống nhau có cùng điện tích là 5 nhân 10 mũ trừ 7. 5 nhân 10 mũ trừ 7 và 5 nhân 10 mũ trừ 7 giống nhau, cách nhau một khoảng, cách nhau một đoạn 60 cm, 2,5 gam điện tích này, cách nhau một đoạn 60 cm. Vậy thì chúng ta sẽ thay ở đây là 0,6 bình phương. Bấm máy tính xem nào. Ra được bằng 6,25 nhân 10 mũ trừ 3. Đúng không? 6,25 nhân 10 mũ trừ 3. Rồi. Thế các bạn sẽ ra được ngay. Tách ra xa nhau một đoạn 60 cm. Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là, nó bấm lại nha, 5 nhân 5 nhân 10 mũ trừ 14 nhân 9 nhân 10 mũ 9 chia cho 0,6 bình phương. 6,25 chia 2,5. Thì các bạn sẽ ra được ngay, đó là tang của nó, đúng không? Suy ra được tang của alpha. Tang của alpha thì sẽ bằng F điện chia cho P. Đó. F điện chia cho P hay là F chia cho P thôi được, F chia P đi. F thì cô vừa tính được bằng 6,25 nhân 10 mũ trừ 3. P thì bằng 2,5 nhân 10 mũ trừ 2. Thì vừa cô nó ra tăng bằng 1/4 ấy. Nó kiểu số nó không quen thuộc đối với các em cho nên là cô kiểu đang suy nghĩ một chút. Nhưng mà từ đó thì chúng ta suy ra được ngay arc tang. Các em bấm arc tang như thế nào? Bấm shift và bấm tang thì các em sẽ ra được là tang mũ trừ 1. Em nhìn thấy không? Tang mũ trừ 1 tức là nghịch đảo lại của tang để từ cái giá trị tang tìm ra giá trị góc, ra được bằng 14 độ. Alpha bằng 14 độ. Được chưa? Vậy thì câu này chúng ta chọn đáp án là 14 độ thôi. 14 độ thôi. Đúng không? 14 độ. 14 độ. Tiếp theo câu 14. Câu 14 là đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án gì đây? Đối với cái câu hỏi số 14 này cô sẽ nâng cao lên một chút. Các bạn cái tổng thể cái đề nhá. Trong không khí hai quả cầu nhỏ có cùng khối lượng. Nó đang bật quạt cho nên là nó bị bay một chút. Đây. Có cùng khối lượng 0,1 gam được treo vào một điểm bởi hai sợi dây nhẹ cách điện có độ dài bằng nhau. Trong hai quả cầu nhiễm điện thì chúng đẩy nhau. Khi hai quả cầu cân bằng góc hợp bởi dây treo, góc hợp bởi dây, hai dây treo hợp với nhau một góc 30 độ. Lực tương tác tính điện giữa hai quả cầu có độ lớn là. Câu này là một câu đánh lừa nhá. Câu đánh lừa đấy. Thì cô sẽ check cho các bạn xem là câu 13 là các em khoanh vào đáp án gì. Đây là một câu đánh lừa nhá. Cô gợi ý cái câu 14 là trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 ấy. Là rất nhiều bạn là về là khóc bởi vì là tiếc cái câu này quá. Phạm Toàn bảo 14B, Đỗ Duy Dương 14A, bạn Linh 14A, à, ok, thả tim luôn. Toàn 14B, 15B tức là các bạn đã làm được đến tận đây rồi. Rồi, câu 14 thì thực ra là nó lừa chỗ nào? Nó lừa cái chỗ đó là hai dây treo hợp với nhau một góc 30 độ. Vậy thì đối với cái câu này các em không thể lấy là alpha bằng 30 được. Mặc dù tang 30 nó là một số cực kỳ đẹp, tuy nhiên là chúng ta không dùng được.
Bởi vì là alpha của chúng ta thì chỉ bằng 15 độ thôi. Bởi vì sao? Bởi vì hai dây treo hợp với nhau góc alpha. À, góc bao nhiêu? Góc 2 alpha. Đúng không? Hai dây treo thì nó hợp với nhau góc 2 alpha. Cho nên là alpha của chúng ta bằng 15 độ. Vậy thì chúng ta có là gì? Ta có tang của 15 độ thì sẽ bằng cái lực ép điện này chia cho P. Từ đây thì tìm ra được ngay ép điện sẽ bằng là P nhân tang của 15 độ. Thay số vào P, hai quả cầu nhỏ có cùng khối lượng 0,1 gam. Đúng không? Hai quả cầu có khối lượng 0,1 gam. Và góc 30 độ G bằng 10 mét trên dây bình. 0,1 gam đổi ra kg là 0,1 nhân 10 mũ trừ 3. Nhân G là 10. Nhân với tang của 15 độ. Thì các bạn bấm máy cái này các bạn sẽ ra được ngay đáp án cho cái câu số 14. Cực kỳ dễ nhá, vô cùng dễ luôn, cực kỳ dễ cái câu này. Không hề khó như là các em đã tưởng tượng. Nhân tang của 15 2,679 nhân 10 mũ trừ 4 thì cô sẽ lấy xấp xỉ là 2,7 nhân 10 mũ trừ 4 newton, đúng không? Xấp xỉ là 2,7 nhân 10 mũ trừ 4 newton. Vậy mình phải chọn được đáp án là đáp án C, đúng không? Chọn đáp án là đáp án C nào, để xem là các bạn nào chọn được chưa. 14C Huyền Vân, 14C. Các em bạn nào mà làm ra đáp án là B ấy, thì khả năng là các em lấy luôn là tăng 15, tăng 30 đúng không? Và ở đây thì mình chỉ là tăng 15 thôi nhá. Tăng 15 thôi. Vì sao? Bởi vì là người ta bảo là góc hợp bởi giữa hai dây treo thì hai dây treo nó thế này. Nhưng mà mình chỉ tính cái góc giữa dây treo và phương thẳng đứng thôi. Đấy. Cho nên nó chỉ là một nửa thôi. 30 độ thôi nhá. Câu số 15. Một quả cầu khối lượng 10 gam mang điện tích Q bằng 0,1 microcoulomb treo vào một sợi chỉ cách điện, người ta đưa quả cầu 2 mang điện tích Q2 lại gần thì nó hút quả cầu thứ nhất lệch khỏi vị trí ban đầu một góc là 30 độ. Khi đó hai quả cầu nằm trên một mặt phẳng nằm ngang và cách nhau 3 cm, tìm dấu độ lớn điện tích Q2. Thế đây cái câu này nó rất là dễ, kiểu mình đọc mình thấy rối não ấy. Bây giờ cô sẽ tóm tắt lại nhá. Câu 15 này, tóm tắt để cho đỡ rối não này. Bài nào rối não thì mình tóm tắt cho nó đỡ rối não. 10 gam đổi ra là 10 mũ trừ 2 kg. Q1 bằng 0,1 microcoulomb, tức là bằng 0,1 nhân 10 mũ trừ 6 coulomb. Đúng không? Cô đẩy cam xuống dưới. Nhìn cho nó rõ. Và góc, đây này người ta bảo là lệch ra khỏi vị trí ban đầu thì quả cầu ban đầu nó đang treo thẳng như này. Sau đấy là nó lệch ra khỏi vị trí ban đầu một góc 30 độ. Vậy thì góc này sẽ là góc giữa dây treo và phương thẳng đứng. Alpha bằng 30 độ. Tiếp theo, khi đó hai quả cầu ở trên một mặt phẳng, đây Q2 nó đây. Q1 dương rồi. Q2 để mà hút được Q1 thì chắc chắn Q2 phải âm rồi. Đúng không? Và cách nhau một khoảng R. R này với cái R mà cô nêu công thức ở trên là khác nhau đấy nhá. Cô đang chỉnh độ sáng nó giảm bớt cho nên là tay cô nó bị đen xì ấy, chứ không phải là thế đâu nhá, tay cô bình thường đấy nhá. Ok, R bằng 3 cm, nhớ đổi về mét, 0,03. Hết chưa nhỉ? 0,03 này. Này này, 10 gam này. Ok, đủ rồi đấy. Đủ rồi đấy. Mét. Được chưa? Có thêm cái G bằng 10 mét trên dây bình nữa. Và người ta hỏi chúng ta là vậy thì Q2 bằng bao nhiêu? Mình biết ngay Q1 dương. Mà để Q2 nó hút được Q1 lệch khỏi vị trí ấy, thì chắc chắn là Q2 nó phải mang dấu âm rồi, đúng không? Cho nên bây giờ mình sẽ có thể loại trừ đáp án A. Và chúng ta loại trừ được đáp án là C. Bây giờ chúng ta chỉ có 50-50 trong B và D, đúng không? Đấy, 50-50 trong B và D thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau giải bài nhá. Ta sẽ xuất phát từ công thức cơ bản mà chúng ta đã có, đó là tang của alpha thì sẽ bằng F chia cho P. P nào? P1, đúng không? Đó, Q1 nó bị hút bởi Q2 bằng một lực là F. Đấy, bằng một lực là F. P đây, đúng không? Thì tang alpha bằng F chia cho P1.
Vậy thì chúng ta dễ dàng suy ra được F bằng gì? F bằng P1 nhân tang của 30 độ. Mặt khác, theo định luật Coulomb ấy, mặt khác thì theo định luật Coulomb, chúng ta có F thì sẽ bằng là K nhân trị tuyệt đối của Q1, Q2 chia cho R bình. Đánh dấu đây là 2, đánh dấu đây là 1. Ở đây thì chúng ta đã suy ra được hai cái biểu thức có lực F, đúng không? Vậy thì từ 1 và 2 thì các em hãy suy ra cho cô. Đó là lúc này thì P1 nhân tang của 30 độ nó sẽ bằng gì? K trị tuyệt đối của Q1, Q2 chia cho R bình. Đúng không? Thì từ đây chúng ta chỉ suy ra mỗi nỗi cái Q2 là xong. Vì sao? Bởi vì là cái P ấy. P1 thì biết chưa? P1 thì là M1G. Mg, M có chưa? Có rồi, G có chưa? Rồi. Tăng 30, bấm máy được không? Được. K có chưa? Rồi. Q1 có chưa? Rồi. R có chưa? Rồi nốt. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có là P2 thì nó sẽ bằng là P1 nhân tang 30 nhân với R bình chia cho K nhân với trị tuyệt đối của Q1. Thay số vào thì sẽ là 10 mũ trừ 2 nhân 10 nhân tang 30 độ nhân với R là 0,03 bình phương chia cho 9 nhân 10 mũ 9 và nhân với Q1 là 0,1 nhân 10 mũ trừ 6. Các bạn bấm máy cái này ra thì bạn sẽ ra được Q2 ngay, đúng không? Nào cùng cô bấm máy nhé. 10 mũ, bấm sơn số này, nhân 10 nhân tang của 30 độ nhân 0,03 bình phương. Ở dưới mẫu chúng ta có 9 nhân 10 mũ 9 và chúng ta có 0,1 nhân 10 mũ trừ 6 thì chúng ta sẽ ra được 5,77. 5,77 nhân 10 mũ trừ 8. Đây cô ra được như này này. 5,77 nhân 10 mũ trừ 8. Cái này các em chú ý là trị tuyệt đối của Q2 thôi nhá. Cái này là trị tuyệt đối của Q2 thôi. Chứ còn Q2 thì mình biết là nó âm. Đúng không? Thế dễ quá. 5,77 nhân 10 mũ trừ 8 thì nó là đáp án nào? B. Đúng không? Chọn đáp án B. 15 chọn được đáp án là B. Được chưa? 15 chọn được ngay đáp án là B. Rồi vậy thì buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây các em nhé. Các em hãy thử comment cho cô xem là trong cái buổi học này các em có hiểu bài hay không? Có hiểu bài không nhỉ? Liệu các bạn có hiểu bài không? Có chỗ nào không hiểu thì comment để cô biết, để cô rút kinh nghiệm. Buổi sau cô sẽ dạy dạy lại hoặc là cô giải thích cho các em nhá. 15B. Ơ ha ha lắm thế. Các bạn nào ha ha. Không biết. Rồi, nào comment cho cô nhé. Là các em có hiểu bài ngày hôm nay không? Và các em có muốn là cô thay đổi gì trong bài ngày hôm nay không? Ví dụ bảo cô lật nháp nhanh quá và tay cô che chẳng hạn, đúng không? Hoặc là những bài này quá dễ đối với em. Đấy, đề thi Trung học phổ thông quốc gia mà vẫn quá dễ với em để cô nâng tầm lên nhá. Có hiểu bài không nhở? Comment nào, mới có một bạn. Mới có một bạn là bạn Đỗ Duy Dương comment là có hiểu bài ạ. Đấy, bây giờ thì cô sẽ để cho những buổi học này mình sẽ có thêm cái feedback ở bên dưới. Bạn Hải Nam rất hiểu cô ạ. Ok, phải thả tim. Bạn nào mà hiểu bài thì comment cho cô nhá, coi như một lời động viên nhá. Để cô đọc luôn xem bạn nào comment không. Vừa xinh gái, vừa dạy hay, lại giọng ngọt, chỉ có cô Quyên chứ ai. Ok, thôi. Ở đây một lúc nữa chắc là bọn nó khen cô nổ mũi mất. Vậy thì thôi, tạm biệt các em. Buổi học ở đây chúng ta sẽ kết thúc nha. Bye bye, chúc em ngủ ngon. Bạn nào mà chưa comment thì cứ comment nhá. Xem là buổi học này có hiểu hay không. Và lát nữa thì cô sẽ đọc và cô sẽ thả tim bình luận của các em.